Bò ra lấy đấy, rồi bây giờ là bò được rồi. Mình nhìn đi đấy, hai ly bò đấy, mình thích đây, mình thích bạn đấy, tôi biết buôn bán bạn ơi kia đấy rồi. Ôi nó cũng thế đấy chợ cũng người tung trưởng một thằng thì nhảy ngày ngồi, còn một đứa thì đây là nhảy nằm. Đi đâu mi, đi đâu. Ôi dồi, giỏi thật đấy, chị đố em làm thế được đấy, khó lắm nhở, mình không làm thế đâu nhở. Nhìn đi con, gọi Hali đi. Hai, hai mì mì. Hai mì mì. Nhưng chị này cười rất tươi nhá, nhe thấy hết cả răng cả lợi ra. Wow, hai quả răng trên to hết chị nhỉ. Ừ. Nhưng mà nó dọc răng dưới trước, răng ngang trên sau. Vâng. Cười cái mì. Mì gọi Hali đi. Ngồi dậy. Nó không thích ngồi đâu, vâng. Nó thích nằm, không thích bò, nó không thích ngồi mấy. Thế nên anh nhanh biết bò. Thích đứng. Vâng. À. Bên kia. Hai. Hai. Đây đây đây. Đấy, cỏ. Đi xung quanh người Mimi à. Mi ơi, Mimi ngồi trông như là big sister ấy nhỉ? Tí đi công viên đi, mình mặc áo vàng nhá, cho giống Hà Ly nhá. Mimi này mấy giờ ăn nữa? À đâu, Mimi. Mimi, à đâu, ấy chị Nga kìa. Tìm A đấy. A đấy. À bố đâu, bố Mimi đâu, bố Nguyên nào? Hà Ly uống nước cam không, cô cho bát nhá. Chả uống luôn em ạ. Chân là Ly à? No, no, no. Hà Ly này.